Hi, chào tất cả anh em. Thì nói chung là hôm nay nó mở một cái tính năng hiển trang rồi anh em ơi, một cái tính năng mới nhưng mà mình cũng chưa biết làm sao để kiếm được cái trang bị hiển trang luôn anh em. Thì hôm nay mình cho anh em xem cái phần hiển trang, cái trang bị hiển trang nó nằm ở đây. Nhưng mà khi mình nhắn vô nhận anh em thì nó gọi là để lời gớt tại sự kiện mà mình nó cũng không biết cái sự kiện nó nằm chỗ nào luôn anh em ơi. Mình tìm từ hồi nãy tới giờ luôn rồi. Ngoài ra ở trong cái phần đầu tư nè, nói chung là phần hoàn lợi á, thì nó sẽ có một cái, không phải, trong cái hộp ấy thì nó có nè, cái hộp đăng nhập hàng ngày á nè, đăng nhập hàng ngày á, nó có bán, nhưng mà một tuần nó chỉ bán có một hộp thôi. Nói chung là một tuần anh em đầu tư á, anh em đầu tư chứ không phải là đó, để mình mở cho anh em xem. Nói cái hộp nó nằm đây nè, chỉ có một món duy nhất anh em ơi, một món duy nhất mà mình cũng không biết nó tăng bao nhiêu lượt chiến nữa. Anh em thấy sao nè, ba cái quỷ này quá trời anh em ơi, càng lên cao anh em tăng càng nhiều quá. Anh em săn lúc trước anh em săn ngày nào anh em úp lượt chiến ngày đó sướng quá, còn bây giờ khó quá anh em ơi. Còn bây giờ mình săn 3-4 ngày mình mới đủ để mình, đây nè cái hiển trang của nó này, mình không biết nên sử dụng lựa chọn lên cái nào trước nữa. Nên mình thấy ở đây cho mình không thấy nó có chỉ số phần trăm anh em ơi, nó chỉ số nó trơn tru. Khi nào anh em kích được bộ á, ví dụ như anh em kích bộ nó tăng giáp nè, đấy nó tăng giáp, tăng kháng bạo, còn 4 món thì nó tăng tỷ lệ bạo, nó sướng không, chung mà mình cũng không biết có nữa. Nhưng mà mình biết rằng chắc chắn là một số anh em top anh em đập nhiều á, anh em sẽ kiếm được nha. Còn anh em nào có rồi thì comment bên dưới cho mình biết cái chỗ này nhận chỗ nào em. Nói thiệt mình cũng không biết nhận chỗ nào luôn. Nó có 8. À cái vũ khí này nè. Ê, cái vũ khí thì nó được 8 cái mấy nhưng mà bạo nó thấp hơn đúng không? Còn dây chuyền thì nó tăng phá giáp. Mỗi cái một khác anh em ơi. Đấy, thủ đồ lệch, HP đầu. Đó. Công phá giáp 2 cái mấy đúng không? Ủa sao cùng là một loại trang bị nhưng mà cái chỉ số nó lại khác nhau quá ta ha. Anh em nhìn thấy là ở cái dây chuyền cũng vậy nè, liên trúc cơ và cái nhẫn trúc cơ thì anh em nhìn thấy hai thằng này nó đối ngược nè, thằng thì công cao phá giáp thấp, thằng phá giáp cao thì công thấp, còn thằng này thì vừa công cái vũ khí vừa công vừa nói chung là công luôn, bạo là sát thương bạo nè, có nghĩa là tỷ lệ bạo cao thì sát thương bạo cao đó. Thì mình sẽ chọn cái này trước anh em ơi. Mình không biết kiếm ở đâu luôn nữa, mình không biết kiếm sự kiện nào nó ra, mình cũng không biết luôn anh em. Với lại cái này anh em biết hồi hôm mình cài mình treo thì được cái này nè, được 2 cái luôn, tối 1 cái sáng 1 cái im chưa, cài nó năng sao được, năng được 1 sao cũng được anh em. Còn cái này là sự kiện nè, nói chung là cái này sự kiện. Mình ghét mấy cái chuyện boss này luôn, thì ghê luôn á anh em. Mình tắt rồi mà nó cứ hiện lên hoài luôn á, mà không biết nó nằm chỗ nào. Theo lý thì nằm cái tên của nó là bất bộ, nó nằm bên đâu bên đây nè anh em ơi. Tên của nó là tên bất bộ nằm bên đây, mà bên đây thì nó không có thông báo. Nó cái tên là tên đúng bộ là thông tin boss 375 đúng không? 375 để mình coi coi. 375 chắc nằm bên đây nè. Bằng thiên nè, anh em thấy không? Đấy, ở bên đây á, nè anh em nhìn thấy nè, rõ ràng nó không có thông báo nhưng mà nó dẫn thông báo lên luôn cho mình luôn á anh em, mình không hiểu gì sao luôn á. Tắt thì tắt nó không được, ngộ vậy đó, bừng dữ dằn luôn á, bị quay luôn. Rồi để coi hôm nay mình coi mình up được nhiêu nè, để coi cái tính năng nó mở rồi đúng không, để mình thử cái món trang bị nó lên bao nhiêu nè. Hiện trang đã có được món đầu tiên rồi nè. Ồ ai cha, hai cái món ở giữa này như chắc là tầm bảo anh em ơi, cái này chắc là tầm bảo à. Trừ 175k cho một món anh em ơi. Đấy rồi làm sao ta, không lẽ một tuần mình chỉ mua được con cây sao ta, tuần mình nó chỉ có 500 thôi anh em ơi. Nó trong phần để coi nó đăng nhập anh em ơi, trong cái phần đăng nhập mỗi ngày á, mấy ngày rồi, 21 ngày rồi anh em, 21 ngày đó. Vậy là chơi cuối cùng chơi được 21 ngày, tính năng này mở ngày thứ 21 luôn anh em ơi. Đây coi nạp mỗi ngày đúng không? Không phải. Có nghĩa là ngày cuối cùng đó nè, mình tốn 500 ngọc mình mua nó là hồi sáng luôn á.
nó trong cái hoài đăng nhập của từng đó nè, nó trong cái phần cao cấp này nè, trong cái phần cao cấp này thì nó có ngày mà không biết từ sau bắt đầu nó mở lại đó nè, nhưng mà 7 ngày anh em mới mở được, mình không biết còn cái sự kiện chính thức của nó đâu thì mình không biết nè. Để coi đây là cái hiển trang nè, còn mấy cái khác thì nó không phải đá cái gì đâu không ạ. Mấy cái ngày thứ 6 thì nó có nè, còn mấy cái kia thì không có. Mình cũng không biết đập trứng luôn em ơi, từ ấy giờ lâu lắm rồi mình không có đập trứng lần nào luôn á. Nói chung là để hôm nay rảnh đập, bỏ 500 đồng ra anh đập thử coi nè. Đó, để mình đập thử 8 trứng này coi ra gì nghe em. 200 ngọc, đập bỏ 500 đi nè, 600 đi. Ra. Cái gì vậy trời? Đập thêm 100 lượt. Mày cha tao rồi đó. Đập có 8 lượt mà còn không ra, thêm 100 lượt. Ông nội tao rồi đó. Hên có đập được cái nữa nè. Mà đen quá, nói chung là đen lắm anh em ơi, đen như là đít nồi vậy đó. Lên. Trời ơi, cái gì đâu không vậy trời, làm sao mà ăn được nó anh em ơi, khó ăn lắm anh em ơi. Ở trên đây thì để quá trời quá đắt luôn mà. Đập tiếp 34 lượt chắc chắn được cái gì ta, để coi 34 lượt đúng không? Để coi 8 34 32. Để mình chơi luôn anh em. Đập. À 8 nè, 84 32. 32 đúng không? Giờ 800 đúng không? Chơi mày luôn. Ra gì đâu trời. Ôi mày, chắc chắn nó ra cái gì ta? Không lẽ nếu mà giả sử nó ra mấy cái này thì sao ta? Ồ mấy cái này mà ngon vậy anh em ơi, nó ra cái này là chết luôn á anh em ơi, cay lắm. Để thử cái nữa coi. Không dễ ăn đâu nghe trời. Ôi. Bỏ hai cái năm quỷ đi. Rồi mới đây tới nhân 2. Ôi. Để coi hai trứng nữa coi nè. 16 đúng không? 16 đúng không? Ôi đập trứng này khó ăn lắm anh em ơi. Quỷ mày cái đi. 10 lượt nữa đúng không? Để coi cái gì ngon anh em. Mình cũng tin á, cái gì ngon thôi đó. Rồi bỏ đi. Giờ còn đặt từng trứng đi anh em. Đó, từng trứng đi. Đập trứng này đi. Thôi lên đây nó cao anh em ơi. Đó. Tới đây nó báo là đập một cái này chắc chắn ra, để coi nó ra cái gì. Mình cũng tin nó luôn anh em, mình cũng tin mình, nhưng mà mình phải thử. Nhiều khi mình đâu có tin, nhưng mà mình phải thử để xem anh em. Sau này có anh em nào nói đập trứng có cái gì ngon không á, để mình lấy cái clip này ra cho anh em xem chứ gì hết. Để làm bằng chứng anh em ơi, làm bằng chứng. Trời ơi. Rồi cuối cùng làm sao? Đá bộ trang sức giới chỉ. Với cái này hay gì? Sao trời, trong gieo như vậy mà ngon lành cái gì đây ta? Thôi bó tay nó rồi anh em ơi, bị dụ, nói chung là bị dụ nặng nề lắm anh em ơi. Nói chung là khó ăn nó lắm nha nè, khó ăn lắm, không được đâu. Thôi nghỉ đi. Cho nên là vốn anh em ít thì anh em đừng có mơ cái những cái giấc mơ nó hơi xa vời đối với anh em. Đây 1K7 rồi nè. Nói chung là tốn rồi, hôm nay thừa. Đấy. Còn 4K nữa, 4K nữa còn sử dụng không khéo lặng hoàng không đủ điều kiện để mở cái này luôn anh em ơi. Để mình vặn cái anh em. Tới đâu mình vặn tới đó luôn cho nó đỡ mất thời gian cái gì hết. Đi cưng. Rồi nói chung là rảnh mình ngồi mình úp được chiến chơi chứ không có gì chơi anh em ơi. Thì hôm nay mình được mấy cái cánh đúng không, hôm nay mình làm được mấy cái cánh thì mình chơi vô mấy cái cánh cho nó hết chứ không gì hết.
Để mình up với cái này xong cái đi anh em ơi. Chơi game thì giấc mơ của mình thì chỉ có tăng thủ tăng lệch. Anh em up mấy cậu quá này được à, được càng nhiều càng trâu, quýnh nhau trâu lắm anh em ơi. Ồ hên quá anh em ơi, tăng có một cái nữa kìa, một cái kìa, cái sao đó coi, cái sao tăng hai quá đấy. Ồ ngon quá, tự nhiên lại được 250, 250, 500k lượt chiến chứ, tự nhiên được 500k hên luôn trong một ngày luôn. Pháp bảo đó anh em, nói chung là bốn cái đăng. Hồi nãy ăn boss nè, ăn boss lụm được thêm cái nữa mới đủ điều kiện chứ không dễ gì anh em ơi. Này tăng được kháng mà tỷ lệ lệch 200, tăng phá giáp nữa, tiếp cái nữa đi anh em. Đó, từ 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 lên nè, cân để 196, nói chung là có đỡ không lắm nha anh em. Ô một cái hên quá anh em ơi. À tăng độ lệch, à tăng công nữa anh em, tăng công được 1,2% nha, tăng công là sướng à, giảm sát thương 0,30% anh em, cũng ngon. Kệ có nhiều cái này là ngon lắm đấy, 300 luôn kìa. Ô được cái nữa anh em ơi, hay quá, hay quá anh em ơi, 340 luôn. Rồi còn cái thằng binh nữa anh em ơi. À cái thằng binh này là cái cây mà sự kiện á anh em, cái sự kiện đó chắc chơi sự kiện này tới đây là cao lắm, còn nhận nữa không được đâu, không đủ thời gian. Mình không hiểu sao ngày nào mình cũng full chứ mà không đủ luôn á trời. Ở đây anh em, nó để là 1,6 triệu đúng không, nó để 1,6 triệu để mình kích hoạt lên nhiêu. Rồi bây giờ mình đón với anh em, nếu mà đảm bảo cái cây này mà vượt quá 800k lượt chiến, anh em muốn cái gì mình cũng chịu, mình đảm bảo không tới 800k, mặc dù nó để đây là 1,6 triệu lượt chiến nha anh em. Đó phan mà để mình đi ra ngoài mình nhắn vô cho trực tiếp đó thôi. Ở đây mà anh em nói mình sao đúng không, mình ra trực tiếp mình nhắn vô trong cái cánh này cho anh em xem cái đi, rồi hãy sử dụng nó. Trên cái cánh thì nó để rất là nhiều, nói chung là nó hơi bị biểu ở trên cái vũ khí này, để rất là nhiều nè anh em nhìn thấy nè đấy. À nó để là 3k, 3,3 triệu nghe anh em, 3,309,000 đó anh em nhìn thấy không, 3,309,000 mà mình đảm bảo với anh em là không tới luôn á, không bao giờ tới luôn á. Để đây có 1,6 triệu thôi, nó đủ ba đó. Ủa sao mà bữa nay nó chuẩn quá vậy ta, hôm trước nó đâu có chuẩn đến nỗi chuẩn gì ta, là 1,3309 luôn đúng không. Ủa sao bữa nay nó chuẩn nha, trong cơ bản nó tính hôm nay chuẩn quá, hôm trước nó đâu có chuẩn gì đâu anh em, hôm trước nó dính vợ ẹt luôn á bà nội nó, hôm trước nó tính cái cánh kia 1,000,000 đúng không, 1,000,000 mà để lên á nó không có nhiêu chơi á, nó lên có mấy trăm à, hôm nay nó lên kỳ vậy ta, chết ba coi. Có sự sai lầm, nói chung là sai lầm, mình xin lỗi anh em. Xin lỗi anh em nha. Trời ơi sáng này anh em ơi, đánh mà lụm được cái lon mà nó lụm được anh em, con lon lụm được cái dây chuyền bậc 13. Trời ơi là trời, còn mình đánh thì mình đánh được cái nhẫn như bậc 12, chắc tới tháng sau năm sau thì mới mang được quá. Đó mình quăng vô đây luôn rồi nè, đó vũ khí bậc 12 thì để vô đây được một cái nhẫn này anh em nhìn thấy nè. À phi thăng 190, bây giờ mình mới có 140 rồi, hơn 140 chút xíu. Đây thì tới 13 thì đến khi nào 270 chắc nó dụ mình tới một tháng nữa, nó bạn phải chơi một tháng nữa. Rồi để coi tiếp anh em ơi, từ từ anh em ơi, tăng được nhiêu rồi ta, để coi 146, nãy mình 141 đó ta, vậy là tăng mấy triệu ta, tăng cũng được tầm để coi cũng gần 5 triệu đúng không anh em, đúng rồi mình tính đi 5 triệu được chiến đi anh em ơi. Đó nó nằm ở đây nè anh em ơi, chưa đâu thì mấy người kia người ta cũng chưa nhận được nữa. Đây nè thì mới của mình nhận được ha, thì anh em nhìn thấy nè, người ta chưa nhận được thì ngày mai thì người ta nhận được, hôm nay người ta nhận được thì cũng theo kịp được chiến mình thôi. Nói chung là cái server mình á, các bạn xếp hạng server mình nó ngang nhau lắm anh em, đấy nó ngang nhau dữ dằn lắm. Mình 146 mình vừa lên đúng không, đấy mình vừa lên thì đây mấy này nó cũng chưa tăng nè, thiền chiến gian này cũng chưa tăng luôn, lượt chiến luôn đó, ngày qua cũng đi gian vậy thôi, qua lên cũng đi gian vậy, thì lên vậy nè, nhưng mà nó nhận được thì nó sẽ lên nha.
Rồi tiếp tục mình vô đây mình chơi một cái nữa coi anh em, để coi có gì tăng không em. Đấy cái phần thu cưỡi này nè anh em, cái phần thu cưỡi này là BK họ thảo ra luôn. Nếu mà anh em mà lên mấy cái bậc cao cao đúng không, anh em là mà lên trang bị bậc cao BK không có sướng đâu, nên đừng cứ tính những cái lên cái bậc cao, mà tính những cái bậc nhỏ nhỏ vậy thôi anh em, bậc 8 thôi, bậc 8. Còn mấy cái bậc 10 này sau này mình có đồ nhiều á, mình có đồ nhiều mình để xuống mình ăn anh em. Khi mình mở cái phi thăng 180 rồi mình sẽ để lên đi gian vậy anh em. Nhưng mà khi mà mình nâng sao lên mình sẽ nâng như vậy nha. Đấy, mình nâng sao mình sẽ nâng như vậy. Rồi, đối với cái mình khi mà mình cái mà đăng nhập mà anh em, cái đăng nhập đó nó cho 500 ngọc, nó 500 ngọc mình mua cái đó để mình đựng viên nữa anh em. Nói chung là mình đầu tư mấy cái viên đó mình lên cái này anh em, không biết cái này ghép được chưa. Đó, đủ luôn này anh em, nói chung là đủ luôn. Đó. Thì anh em nhìn thấy là cứ nó cứ hơn chơi game á, mà anh em lên được mấy cái này á là anh em BK khá là tốt. Giống như Yến á, Yến nó hơn mình gần 100, nó 170 triệu lượt chiến anh em, mà nó đánh không thắng, không, nói chung là không giết được mình. Mình với nó đánh ngang nhau vậy đó, mà mình thua nó chút máu là hết giờ là mình thua nha. Còn mình đánh với cái thằng gì mà cái chữ Trung Quốc không, mà anh em cái chữ Trung Quốc mà nó có hai cái sừng á anh em, giống như hai cái sừng đó, nó 190 triệu lượt chiến nó đánh thua mình đó. Tại vì mình nhìn vô là mình biết nó lên con đường nào rồi. Nó đi con đường mà đánh quái là nó chết này, đi con đường đánh quái là chết liền. Đường đánh quái là đâu có BK được anh em, đâu đánh quái là chỉ đánh quái đam to, sát thương quái to thôi, không bị BK được đâu. Nó thua mình, nó đánh nó gặp mình hai lần là nó thua hai lần liên tiếp luôn đó, mà dù nó 190 triệu lượt chiến á. Để mà mình nhắc mình tới cái tên nó mình nhớ ta, hôm nó thua. Thôi. 190 triệu là mình cứ so vô 190 triệu là ra. Đây nè anh em, thằng này nè. Nó hồi hôm là nó thua mình hai phát luôn ấy. Mình nhìn vô là mình biết nó lên cái gì rồi. Không xem được link server anh em ơi. Đấy nó 190 mấy triệu đó mà hôm nó thua mình hai phát luôn anh em. Là biết nó lên con đường. Anh em nhìn thấy này, nếu mà nó chơi con nữ thì nó y gan mình luôn đúng không? À con ghiều hả? Ồ mấy giờ mình thấy trăm, ồ bà nó nhìn thấy cái cây này anh em ơi, lên tới cái cánh này luôn là biết nó nạp nhiêu rồi anh em ơi. Có mấy cánh này, cái cánh này là mười mấy triệu còn gì nữa anh em. Mười mấy triệu lực chiến á, mười mấy triệu là ít á. Lực chiến càng cao là còn dữ nữa anh em ơi. Rồi, quay trở lại anh em. Nói chung là anh em chơi game, anh em biết không, cái dự tính trong đầu mình á, cái dự tính trong đầu mình là mình sẽ ăn cái những cái con boss bậc nhỏ rồi mình lên cái lên những cái mà tầm bậc 3, bậc 4 rồi đó anh em. Lên bậc 3, bậc 4 mình dễ lên 5 sao lắm anh em. Đó khi nào mà ví dụ như mình đi vô phó bản á, mình đi boss á, mình đi boss lên server vậy nè. Đó thì mình sẽ đeo mấy cái 11, 12, 13 vô. Đó mình đeo mấy cái 11, 12, 13 vô cho điểm nó cao cao lên chút anh em. Còn mình đi bình thường, mình đi BK đó, mình để mấy cái 5 sao vô cho đủ thuộc tính, đủ dị số nó quýnh mới sướng anh em ơi. Cái mình tính thì mình tính vậy đó, mình tính kiếm mấy cái hạt bậc 2, bậc 3 thôi. Mình không quan trọng cái chỉ số ở trên đâu, mình không có quan trọng chỉ số công thao thủ này đâu, mình chỉ quan trọng những cái chỉ số này thôi à. Rồi lên một món hồng nữa đi anh em ơi, lên một món hồng nữa đi, hồng lại tăng được như hai phát kích nè anh em. Đấy, quýnh cho anh em thủng giáp luôn, đường nào mà không thủng nổi. Anh em thủng giáp càng sớm là anh em càng, ví dụ mà ngang lực chiến mà anh em thủng giáp sớm là chết, dễ chết lắm. Mà cái chỉ số phòng thủ của anh em đã cao rồi mà anh em quýnh người ta thủng giáp trước đó là anh em dễ gì thua, trâu lắm. Lên 57. Để coi cái này được không ta, 52 hả? Mình phải ưu tiên mình lên mấy cái này hết nghe nè, mình không quan trọng bậc cao bậc thấp gì đâu, quỷ sứ. Mấy cái bậc 6 thì nó thấp hơn anh em ơi, nó nhỏ hơn anh em ơi. 63. Ơ cái kỳ vậy ta. Bậc 13 mà nó chỉ tăng có 78% mà 63 đúng không? Coi 11, 58, 63. Còn thằng đỏ này 58, 63 cũng nó hơn, nó cũng vẫn tính năm mà anh em ơi. Không đập đâu, dễ chết lắm anh em ơi, dễ chết lắm, khó. Mình cài đêm nào đêm nấy nó cực như là con bò vậy đó. Vô đó nó cực lắm anh em ơi, vô đó anh em phải cố nén những cái tức giận. Ví dụ như anh em vô trong cái phần boss VIP á, anh em có dám ra, anh em ra thì anh em mắc một ca máy vàng đấy, một ca với cái bậc tầng 6 đấy. Vô cái là ra mắc một ca 2 mà tối mình còn bị bay ra nữa chứ, bị địa đó.
rồi vô lại cái là coi như là cái đêm đó là hồi tối này là 2K4 đúng không, 2K4 vàng á, 2K4 vàng mà mình lụm, à mình lụm được hai cái thẻ nè, hai cái thẻ nạp 60k, tính ra cũng về vốn ngang, rồi lụm được hai cái cánh đấy, tính ra cũng lời lắm anh em ơi, hơn được hai cái thẻ nạp. Mấy cái này thì anh em cứ nâng cao cao đại đi anh em ơi, không quan trọng, có nâng khi nào nó lên 5 viên thì anh em hả bỏ cũng được, nó còn thì anh em cứ nâng cao để anh em lấy công, ví dụ như công với phá giáp là anh em cứ ưu tiên quất thổi ra, chừng nào còn nó lên 5 viên là anh em hãy ngừng lại, hãy nâng bên dưới cũng được, sao cho nó nhanh, nó đỡ mất thời gian của anh em thôi gì đấy, còn không anh em quay trở lại đây cũng được nè. Nó là lên cái này để tăng sát thương nha anh em, nói chung là nâng cái này tăng sát thương phá giáp, công phá giáp. Rồi mấy cái này để coi, mình không đeo đâu anh em, nói chung là mình không có đeo mấy cái này, nhưng mà mình sẽ up lên bậc 10 nếu đủ điều kiện ở chắc. À là cái này lúc nãy mình lên sao rồi anh em, nó có thằng này nè 90 đúng không anh em, nhìn thấy nè nó càng nhỏ, bởi vì mình nói thiệt với anh em, mình muốn đeo mấy cái nhỏ này để mình dễ up sao chứ không gì hết trơn á. Lên bậc 10 thì nó cao, thì nó cũng có cao một phần, nó căng cao chỉ số mà khó up lắm, nói chung là cũng khó up sao lắm anh em, up cực lắm đấy. Nó hơn có một ca máy thêm chỉ số nè, ở đây nó thêm được 2% gì ta, 2% chuẩn đó nè, bạo được 1% là kháng bạo, hơn thua nhau chỗ này nha anh em, dân cài với dân cài là hơn thua nhau chỗ này đó, phải giỡn đâu nha, đây đủ luôn anh em đấy, mở thêm được một vòng nữa thấy không, vui ta, vừa mới có 3% mà. Đó, tới đây mới mở thêm anh em, tới đây mới mở thêm, không biết đủ không ta, à chắc đủ anh em ơi, 56 bậc 6 thì nó không đủ. Không phải nãy mình biết mình chơi mẹ cái 87 97. Ồ lại thiếu sao kỳ vậy ta. Lên hai cái 11. Ủa sao vậy? 87. À mình tắt lên lộn 97. Đó lên hai cái 11, bỏ lại cái 10 đi. Vậy ba cái 11, bỏ thêm cái 10 nữa. Ồ nó như nhau anh em ơi, nó không có 11, 12 gì hết trơn anh em ơi. Để coi mình lên cái 13 mình bỏ ra cái 10 nữa coi. Đấy, 11, 12, 13 y chang nhau, không nào hơn nào có bậc 9 nè, đây là bậc 10. Đó 10 87 đúng không? Tắt lên. 87 hay 97. Thì mình bỏ mấy thằng 6 này ra đi, mấy thằng 6 này bỏ, mấy thằng 6 này vô làm gì đúng không? Đấy, bỏ mấy thằng 6 này ra đi nè. Kệ nó để mình úp cái sau. Đấy, nó còn thừa nè, mình cứ bỏ mấy thằng 6 này ra đi. Bỏ 6. Bỏ 7 luôn. Kệ nó anh em ơi, sau này lên nhiều khi mấy cái này nó thừa cái anh em mình lên cấp nhanh đó anh em. Mình sử dụng cho cái bậc 6. Sau này á mình mở cái bậc 6 anh em, không mở bậc 8 nữa. Đó. Quan trọng mình lấy mấy chỉ số là thôi, đánh hơn nhau chỗ này thôi anh em ơi. Đấy, 6, mỗi cái được 5% anh em ơi. Tới đây thì ngưng nha nè, để coi cái này đủ không ta. À cái này đủ nè. Mình cái này mình sẽ không lên đâu nè, mình sẽ không lên bậc 10 đâu. Mình ở trên đó mình có đọc bậc 8, có cái bậc 10 rồi mà. Nếu mà có bậc 6 thì mình sẽ lên bậc 6 nha nè. Ồ không có ghép. Để coi bậc 6 đúng không? Bậc 6. Không phải. Đây. Đấy, có bậc 8 hả? Cái thằng quỷ này nó nằm ở đâu ta? À chắc là đây nè. Có bậc 8. Có bậc 10 đâu? Chắc cái này ha. Không phải luôn. Ủa cái thằng này sao nó hết vậy ta? Để mình vô mình ghép anh em. Đây. Đây nè. Cái này 8 nè, lên 8 thôi anh em ơi. Đấy. Lên 8 thôi. Lên 10 khó lên quá, lên 10 nó căng quá. Đây nè. Đeo vô. Kệ nó, lên 8 rồi, lên 10 nó căng quá à. Nói chung là lên 10 khó lên lắm. Đó. Ở đây mình cần 5 viên là mình đã lên rồi đúng không? Rồi, vô. Đấy 52% anh em, có đỏ. Ủa?
Ủa sao mình không lên 6 ta? Hồi nãy mình không thấy 6, chứ mình thấy 6 là mình lên 6 luôn rồi đó anh em, mình lên cái 6 luôn rồi đó. 63, 73. Để thử cái coi anh em. Thiên linh linh, địa linh linh, hên cho con vô một cái nghe không? Vô một cái nghe không? Hay quá anh em ơi. Đó, mấy cây này thì để đây đi, chuyện nào thấy thì mình tách thôi anh em ơi. Nói chung là lên đường khúc rồi, nãy giờ đường khúc rồi đó. Cái nó chớp chớp đỏ đỏ anh em, chịu khó tức mắt chút xíu. Mấy cái này ghép ra hết được rồi. 1.7 đúng không? 0 chấm nó hết rồi. Rồi, tới cái khác anh em ơi. Tháp bảo này bồi dưỡng. Ôi sao hết lẹ với ta? Mấy cái này mà mình nâng lên nó chưa tăng nhiều á nè, chưa tăng nhiều á. Đó. Để coi à, mở phá hả ta, làm sao để mở phá ta? Ở đây sao toàn là dùng vật không vậy ta, nó không có lên cấp hả anh em? Tới đây là toàn là dùng mấy cái này không mà cha ơi. Để coi có cái nào ghép bậc 4 được không ta, 1 giây 2 giây. À cái này đi. 60%. Ồ tới đây là lên hồng rồi anh em ơi, bậc 4 lên 5 là hồng rồi. 35 không đủ. 28 7 này anh em ơi, im. Đó. Hỏi ra không? Không đủ à. 4 sao nè em ơi. Anh này 5 sao không ta, 70 rồi anh em ơi. Ừ có luôn kìa anh em ơi, có luôn. Đấy, ok, quá im. Quá im anh em ơi. Mấy cái viên này làm sao mà có được ta, nó có bán không ta? Kệ, 500 ngọc một viên mình cũng mua được nữa nè, cũng gắng mình mua luôn á. Mà khoảng dạng nó không có bán, nó nạp vô mấy cái phần nạp mấy lần mấy trăm, vậy 500, 600 mới có được viên thôi, còn là trong sự kiện. Mình chỉ mong là sau này nó ra cái sự kiện gì đó nè. Rồi ấy thuộc tính ha, 1% mà cái viên này nó bé quá, viên phải nó cao là 1% nó mới cao nè. Cơ bản gì ta, trang bị ha, 1% này thì nó cũng không cao đâu. À, cậy nó up cái này có đỡ không anh em, nhiều được nhiều cha, quá trời luôn anh em, lên 10 luôn nè anh em ơi. Cái nào hai viên thì mình từ từ mình để sau nha anh em, hai viên mình để qua sau nha anh em. Cực quá đi, tại nó nhiều vòng mà. Trời. Chứ mình giờ mình quăng vô mấy cái hai viên là nó phí dữ lắm trời ơi. Dạng mình thiếu thốn tình cảm lắm anh em ơi. Đấy, một viên rồi cái sử dụng quăng vô. Đấy, hai viên thì ngưng. Trời, có đỡ không? Ủa hết luôn hả ta? À tách anh em ơi. À cái móng nó còn nhiều lắm anh em ơi. Để coi không biết cái móng này nó, để coi cái móng này nó sao đây. 75 rồi đó anh em ơi, 75. Ồ đủ anh em ơi, đủ. Chơi cho an toàn luôn anh em. Rồi, mình không muốn nhiều khi 97 nó còn thất bại đó anh em ơi. Cho nên là phải cố gắng mình giữ cái an toàn của mình mới được. 43 đúng không? Cái của mình mặc dù biết rằng nó dễ kiếm, nó hiếm á. Nó hiếm cho nên là mình không muốn dùng phí nè. Phí quá. Cười quá. Hồi tối mình thức mình tẩy luyện trang bị cho con lon mình. Hên anh em ơi, có con cái lên lên được 4 cái gì, 4 cái món đỏ, 4 cái dòng đỏ luôn anh em, mà nó không đủ 4 cái năm, nó chỉ có 4 dòng thôi, nó không tới 5 dòng, tại vì nó không lên VIP 5 được, nó không có 5 dòng đó. Để coi hồi hôm mình nhớ mình tẩy luyện sao đây nè, mình chơi giờ mình thấy cũng vui lắm anh em ơi, tại vì mình có 1.000 viên đâu mà 1.000 viên để tẩy luyện con lon, ở đây mình có 100 mấy à,
không đủ để đây mình chơi thử coi nè, không phải thì tụt giống gì hết á. Đó, để coi mình cường quá cái đi. Rồi vô ha, 400 mấy viên nè, 400 mấy đấy, có được hai vòng đỏ rồi nè. Qua mình nhắn phèo phèo tức anh em ơi. Bây giờ mình bỏ cái vòng nào nè, chỉ cần ba thằng này, chỉ cần một thằng lên đỏ thôi là chắc chắn là nó sẽ được 45k, thì tăng thêm 1%, 3% sát thương nghe nè. Còn bây giờ mình không biết lựa chọn thằng nào đi, mình chắc ăn mình bỏ thằng phá giáp đi ha, bỏ phá giáp đi. Đấy, 16 viên, mình mong cho nó lên đỏ lắm anh em ơi, mong cho nó lên đỏ lắm. Lên chết cha rồi anh em ơi, còn 37 anh em ơi, từ 44 xuống 37. Lên con ơi lên rồi trời ơi, còn có ít mà. Lên con ơi trời ơi, lên nè trời ơi, còn 39 anh em ơi, tụt lắm, nó phải cam mới được. Lên con ơi, còn 10 lần nữa 7-8 lần nữa. Lên con tao chơi với mày hết mình luôn, mày phải chơi với tao hết giả mới được. Lên rồi, xong lỗ 400 mấy chục viên không lên nổ đổi, nản rồi đó anh em. Nói chung là tinh thần của ta đã bị sa sút tột nghiêm trọng. À, bây giờ nói chung là mấy cái ngọc này thì nó cũng cao anh em ơi, để kệ, mình để dành 2-3 ngày nữa cái mình đập tiếp anh em, mình cường quá tiếp, mình phải cho lên 4 vòng đỏ mới được, 4 vòng đỏ, 5 vòng đỏ, lấy 4 cỡ 5 thôi. Ngày ăn boss thì được tầm 100 viên à. À, để coi được bao nhiêu anh em. À, đằng sau cái ngọc này công nhận nó tăng lực chiến cao lắm anh em ơi. Đấy, không biết sao mà nó lên được chiến cao lắm. Thấy không, để một phát thôi là nó đã 8 mấy k mặt cao chưa đâu anh em. Nếu mà giả sử cái viên này đúng không, để coi cái viên này thì ở đâu ta, mình nhớ là coi, không phải cái gói ngày mà như nằm đây à. À, có anh em nào sử dụng mấy viên này chưa anh em, thì trước tiên anh em nhìn thấy nè, cái viên này cũng là viên level 3 nghe nè, nhưng mà nó có thêm dòng công nè, không phải 600 công đúng không. Còn này là tăng thủ HP đấy, mình không biết nó tăng bao nhiêu lượt chiến này. Mà để 500 ngọc nên nhiều khi mà muốn mua lắm mà ngán tiền lắm anh em ơi. À, đây mình có nè, có cái nào sáng lên mình bập thằng nữ ở mới đi. Đó, để mình mở ra coi được nhiêu nè. Nói chung là ngày hôm nay mình úp, có bữa thì mình cũng siêng lắm anh em ơi, có bữa mình siêng mình úp lắm, còn có bữa mình không siêng, mình lười úp giống gì hết á. Hình như lần này mình thiếu người ta dây chuyền, hai dây chuyền 8. Ôi mình, nó có 3 viên mà nó báo là mình nghĩ tới bây giờ mình còn cay cái chuyện cái viên này luôn á ta. Mình sử dụng nhiều thấy ghê luôn, mà nó tăng, nó được nhận được có 3 viên, phải 5 viên mình không tức. 5 viên là nó thiệt với anh em, là nó thiếu nghiêm trọng luôn á. À, lên được cấp nữa kìa. Đó anh em, Hồng ơi ra đây con. Ôi em ơi ra đây em ơi. Rồi không có em học luôn. Đấy. À, hồi tối thì lượm được 2 cái thẻ này nha. Đó, với cái thẻ này Để mình bắt buộc phải nạp. Đó là được 2 thẻ này nè. Đó, Dùng 2 cái luôn mới đủ chứ. Tại vì cái móc nạp của nó là 100 ngọc anh em ơi. Đấy, cho nên phải nạp 100 ngọc mới đủ. Đó anh em ơi, giờ vô được móc nạp ngày đó. Vô phải 100 ngọc mới đủ anh em ơi. Hên anh em, hên có cái lúc mình hết tiền anh em, lúc mình hết tiền cái vô ăn bói lần được cái thẻ. Không sao. Đó, nạp bất kỳ. Đó là 100 đúng không? Đó. Nói thiệt với anh em á, mình lượm cái thẻ này mình sử dụng hết trơn luôn á. Mình dùng hết trơn luôn, mình bỏ trong gì để trong túi mình tức. Tại vì anh em biết không, mình thì ngọc ít, ngọc phá của mình ít mà vô và đi mấy cái phó bản ép đó, ép bộ, cái này bất bộ nè anh em. Cái này bất bộ đó, đi càng đi nó càng tốn tiền chứ không gì hết.
mình ghét mình mở hết 5 cái 6 cái gì đó, mình mở hết trơn luôn, ngày hôm sau nó bỏ hết à. À, lên 150 rồi anh em ơi. 150 có gì mới mới chưa ta? Để đây đi. Thôi bây giờ mình lo thằng Tàng. À, thằng Tàng này im anh em ơi. Mới kích hoạt được cái cây này được 4 món anh em ơi. Tăng được một mớ lực chiến nha. Ủa? Ủa thằng nào ta? Nó phải có anh em, nó hiện lên như vậy là chắc chắn nó sẽ có. À, nằm đây nè, đây nè. Đó. 2% công, 2% HP. Vô nè cưng. Đấy, 1.500.000 nữa, 1.500.000 nữa. Hên hên. Quá im. Phụ trang. Ở phụ trang này trang bị mình có cái gì không ta? Sao mà nó sáng sáng lên vậy? À đây đây đây. 3 viên 14k. Mình tách cái này hết đi em. Anh em ơi, anh em nhìn thấy nè, khi cái này mình ghép lên đỏ rồi nó không có bán được gì hết trơn. Mà cái viên nó lại hiếm anh em. Hiếm cực kỳ luôn. Bỏ nó thiệt, cái viên này mà bỏ uổng cái nhẫn nữa nè anh em. Đó, cái nhẫn cái trang bị nè. Ghép xong nó không cho mình tách ra lại hai cái món vàng anh em ơi. Mà bán thì không bán được, mà giao dịch thì cũng không cho giao dịch được nữa. Mà nó không cho mình thu lợi, thu gì hết trơn, bắt buộc mình phải tách ra hết. Tách ra thành điểm hết. Buồn nhiều cái thiệt luôn á. Nói chung là để đi làm kỷ niệm chứ không gì hết. Mai mốt có cái khác hơn, sáng thì mình được lụm được cái này. Con lon nó lụm với mình không có lụm được đâu anh em ơi. Đó. Từ ngày phải mình biết cho nó, mình biết cho nó fix cái ngày sớm quá, mình phải ngày nào mình cũng canh, mình ăn chực chờ, mình ăn liên tục, mình ăn lên hết đỏ mình hãy ngưng. Mới ăn được có hai món đỏ cái đầu nó kia nó fix rồi, tại mình ban đêm ban ngày mình ăn ban đêm ban ngày mình làm biến ăn, mình đi làm hoạt động anh em. Mình cứ không đi ăn mình tính nó phang, nó chưa fix liền đâu, không ngờ nó biết sớm quá. Nó biết sớm quá là mình ăn không được nữa. Để coi giày tay, để coi giày với tay. Giày. Đó, giày tay, à tay này gỡ ra được nè. Đó, 148 rồi kìa anh em ơi, thấy bảng xếp hạng nó có khác liền chưa anh em. Đấy, đeo đúng không? Đeo đu dần đeo. Trời, lên. Cái gì ta, mình nói cái gì quên rồi trời. À, đúng rồi. Thằng thú hỗ trợ. Để coi thằng thú này ghép có gì không. À, có luôn. Lên cái nữa không? Hết, cường quá. Miễn sao cho nó đừng có dấu chấm đỏ là được rồi, là mình là chịu rồi. Mình làm sao là miễn nó mắc cái dấu chấm đỏ là được. Là mình ghét cái dấu chấm đỏ nó hiện lên tùm lum hết trơn á. Bây giờ mình ăn mấy cái sự kiện quá trời rồi nè. Ăn mấy cái sự kiện rồi bây giờ mình vô mình thấy mấy cái này nữa, mình ngán ngẩm luôn. Nó không có tăng được bao nhiêu lực chiến, chừng 4k, 5k, 4k, 5k. Anh em chừng 30 cái thẻ này bằng mấy cái thẻ tím thôi. Mà một cái thẻ tím á, 5-6 cái thẻ tím mà bằng một cái thẻ hồng. Giờ mình thấy chán. Tự nhiên nó nản ngang anh em ơi. Đó. 40 càng ngày càng lên à. Hồi lúc đầu nó chỉ có 32 mấy thôi, cái lên được 30 mấy, lên từ từ 40. Lực chiến anh em cao nó ăn theo cái chỉ số cơ bản anh em. Tại vì anh em mấy cái trang bị, mấy cái pháp bảo của anh em, mấy cái cánh của anh em có chỉ số cơ bản á, phần trăm á, là thằng này có là sau này nó lên theo. Nó cứ có là nó lên theo. Anh em nhớ không, ngày xưa thì nó chỉ có 20 mấy k đúng không? Bây giờ thì khỏi nói luôn rồi. Đấy, 40. Cái thằng nào mà nó chưa năng ba món bốn món là hai cái một cái vẫn im nè, tại vì hai cái ba cái thì nó cũng vẫn được 80-100k. Đấy, 80 hồi nãy lùm được cái hai cái hồng gì đó anh em ơi, một cái vậy đó. Trời, một món hồng hai món hồng cũng được, ai hên thì hên, còn mình thì không được hên thôi. Nếu mà anh em được hồng nhiều thì anh em sẽ có đỏ ít, còn mình có tím nhiều thì chắc chắn mình sẽ đỏ nhiều, nhưng mà hồng lại ít. Nó cái tỷ số phần trăm nó ra là như vậy đó anh em, cho nên là anh em yên tâm đi, anh em có hồng nhiều thì chắc chắn anh em sẽ có đỏ ít,
anh em có ba con hồng, bốn con hồng đúng không, thì chắc chắn đỏ anh em sẽ có ít hơn. Còn anh em có tím nhiều, anh em sẽ có đỏ rất là ít, nhưng mà anh em có thêm 4-5 con hồng. Đó là cái quy tắc đồng đều nè. Vậy đó. Đấy 160 anh em ơi. Đấy. Cái nó có trùng con như vậy là thấy hết 1.6 triệu rồi. Ha. À, đồ giám bộ nữa nè anh em ơi, có đồ giám mới nữa nè anh em ơi, để coi thằng long. À một con thằng long anh em ơi. Ủa cái này không lẽ là móc nạp ta, để coi như à mình nhìn đây mình đón cái tầm khoảng là vài chục ca được chiến thôi. À 154k luôn kìa. Ủa sao mà nó ra được con thằng long này ta. Thôi kệ nó, có đơn không 400 nè. Ừ hên quá, còn con nữa. À kích hoạt luôn, 400 nữa nè, 449 luôn. Ủa ừ đúng rồi, 449 đỡ quá anh em ơi, hai con cha lên 150 luôn rồi anh em ơi, quá phê luôn nha, phê con dê. Để coi tăng cấp thằng binh, cái thằng binh nào nãy mình mới kích hoạt ta, để coi à, cái cây mình mới kích hoạt cây nào ta. À cây này đó đúng không, cái này rồi. Thú cưỡi là hết luôn à, còn đấy 59k cũng được nha anh em. Đấy em nha, nói chung là hôm nay là đúng phê luôn đó anh em, lên đây đúng 10 triệu lượt kiến luôn đó anh em ơi. Ngày hôm nay không có nhiều, nhưng mà cái điểm may mắn của mình nó lại hơn đó, nó hơn là nó được vậy đó. Để coi còn gì nữa không anh em. Thảy điện xong rồi nè, cảm tiên ngọc. Ủa sao còn viên nữa, ủa đâu mà lại đây, nãy mình nhớ hết rồi mà ta. Trời 86 luôn, ý là viên level 1 đó anh em ơi. Mạch lưng tăng cấp kiếm linh thì đấy, cái này ngày nào mình cũng nói anh em cố gắng đừng có nâng cái bậc 10 nữa, lên bậc 10 là ngưng được rồi, để mình nâng mấy cái khác anh em. Cứ mình nâng mấy cái khác cho nó lên 10 để mình mở thêm cái con mới anh em ơi. Sáng cay thiệt chứ, đã mình không có điểm rồi mà mình lại mở ra đỏ, mà đỏ anh em biết không, đỏ ép mới cay thiệt sự luôn. Chết bà rồi, mình không có cái này luôn mà mình tẩy liền mẹ rồi. Ơ còn điểm không ta, anh em đừng có thấy mấy này kiểu đó nhịn nghe em. Tại vì á mấy cái này khi anh em lên cấp cái này nè, anh em phải đạt ít nhất để coi phải level, nó phải theo đúng level nó anh em mới mở được cái này ra nha. Đó nè, level đạt 12 thì ở đây mình mới có level mấy ta, nó có level anh em. Khi cái này nó đủ nó sẽ hiện cái level mình lên này, nó chưa đủ nên nó không hiện level đó. Tâm bảo ai à, thầy Trang còn nữa nha em ơi. Cái con này bao nhiêu tiền ta, cái bộ đồ này đẹp quá ta. Cái đám cưới này chắc một ca mấy hay gì đó anh em. Mình mong cho game nó bị lỗi nạp một lần anh em. Ví dụ như anh em nạp 500k mà anh em được mười mấy ca ngọc, 20-30k ngọc vậy đó anh em. Mình chỉ mong cho nó lỗi vậy đó. Ô bà nó mới, tại vì nó hút máu của mình quá cho nên mình mong nó bị vậy hoài luôn anh em. Cứ 2-3 tuần nó bị lần, 2-3 tuần nó bị lần vậy đó. Mình trải nghiệm lấy mấy con lon mình nạp chuyển qua con chính, nó đâu có xóa được. Đấy tủ đồ vũ khí của ta đâu. Đây sáng lên cha, 151.600.000, 689.000 rồi kìa anh em ơi. Vậy là nãy giờ lên được 10 triệu lượt chiến rồi nha anh em, 10 triệu lượt chiến á, mà giỡn nào. Chà, từ từ mình theo mấy cái anh top liên server nè, mình bị mấy anh top liên server dí mình quá. Ở đâu vậy, bị mấy anh top liên server, nhất là mấy cái anh gần mình ha, anh tập 170 rồi ha, mấy anh 170 rồi quýnh được 170 190 người trở lại đó không. Này thì quýnh được nè, yến ngày hôm 170 nha nè. Ù bà, yến này nó lên quá nhanh vậy ta, nó là kiến nhanh, là hôm nó 170 á.
không trăm bảy không biết giờ nạp nhiêu nữa mà nó lên kinh khủng, lên 20 triệu luôn. Lớp này thì yếu rồi, hồi lúc trước mình bị mấy ông này đánh dữ dằn lắm anh em ơi. À lớp này á, lớp này bị mình đánh không lại mình nè, đánh thôi gặp đánh mình đánh không lại, mặc dù mình có 140 lượt chiến thôi, bây giờ mình gặp mình mới nhớ. Hồi tối mình có 140 chứ nhiêu, mình gặp lớp mình giết lớp luôn. Mình tưởng đâu lớp mình quên nữa chứ. Nó mặc dù lượt chiến mình thấp mà lên tới đây là ngon anh em. À, Lý Thanh Tùng đúng không? Đó, bây giờ ngang lượt chiến mấy ông này rồi, sát thằng mình quýnh cũng ăn sát thằng nữa. Anh em thấy mình yếu vậy đó, cái bữa trước mình có 100+ đúng không? Mình chưa up lên, mình nói up lên mình mới ngang này, nhưng mà mình vẫn quýnh được anh em. Đó, thằng này gì xin gì đó thì mình quýnh cũng được luôn, cũng ăn luôn. Muốn mình nghĩ sao mà nói thiệt anh em, mình quýnh rồi nhờ cái bộ bạch lưng đó anh em ơi, nhờ cái bộ bạch lưng mình mới quýnh BK mới ăn đấy. Còn không là không BK nổi đâu. Không sao, nằm trong bảng xếp hạng này là im rồi. Hình như cái cụm bên kia anh em, cái cụm bên kia thì cách đây khoảng 2 ngày đó thì mình hỏi mấy anh em trên group á, thì mấy anh em trên group thì nói là cái cụm bên kia là nó 300 triệu lượt chiến là đang là top 1 cái liên server. Mà các bạn đó thì lượt chiến của mình thì hôm bữa là khoảng tầm 130. Cái đây hai bữa là 130 là đang top 10 đang top 11. Nó 130 triệu lượt chiến mà top 11. Còn mình á thì 100 không không phải 130 triệu mà là 123 triệu lượt, 123 triệu lượt chiến á mà top 11. Còn cái bữa đó mình 126 á, 126 triệu á mà mình top 16, mình top 16 cho đây nè nghe nè. Thì đây mình cũng mới có lên đây thôi chứ mình cũng không có ấy đâu. Nó thì anh em nhìn thấy nè. Thôi trước tiên mình qua đi, mình quất cái này trước đi anh em ơi. Ha ha, 145 ha. Bữa đó anh em nhớ bữa đó mình bị nó đánh không anh em? Nó đánh mình lên vào xuống ruộng, mình phải úp thêm 5 triệu lượt chiến mình qua mới nổi. Thái cực quyền anh em ơi, phải giỡn thôi nha. Biết. Đấy mới vô nó quất mình một cái à. Mình không sử dụng auto là không nhắn auto quýnh không lại nó đó anh em ơi. Trời ơi con này nó trâu quá. Cho nó cây đây rồi tính. Trời ơi trời mới vô nó quýnh một te tua lên bờ xuống ruộng rồi anh em ơi. Giết nó sớm đi con ơi, ra tay đi con ơi, mày không ra tay là tao ngẫm đó. Chết bà rồi, không còn kêu nào để quýnh nó luôn. Quýnh nó đi con ơi, chó nó đi con ơi, hên 70 triệu. Chống với anh là em ngẫm em rồi. Thành công. Rồi hết rồi đó anh em ơi. À thằng Bảo cái gì, mình còn cái gì không ta? Đâu còn chìa phá đâu. À 11 cái chìa phá, mày muốn sáng. Sáng lên hả mày? Đấy. Trời ơi, lên vào cỡ này mà gớt nó kha trang bị bậc 8 đúng là nó xem thường mình thiệt luôn á nè. Nhân vật mặc đồ 11 rồi mà còn ra trang bị bậc 8. Không hiểu cái game này nó tính sao luôn. Còn ví dụ mình đi vô mình làm hoạt động hay cái gì đó thì mấy con boss á thì nó lại ngang hàng. Mấy con boss với con quái á, cái sức của nó thì nó lại tăng theo cái nhân vật của mình. Mà mấy cái úp mấy cái này á, nó ra đồ thì nó đồ nằm tuốt ở dưới đáy, đồ bỏ. Biết không biết mấy thằng Trung Quốc này nó tính sao. Mấy ông này cũng về làm y gan theo vậy luôn, không có gì thay đổi. Nên phải có sự thay đổi linh hoạt đồ, làm game mới phát triển chứ mà anh em không linh hoạt dễ gì phát triển nổi. Rồi nói chung là hết rồi đó anh em ơi, không còn cái gì để up nữa anh em ơi. Nói chung là cái video này mình có thể là nói là xem, anh em xem rất là mãn nhãn đúng không. Nói chung là tăng lực kiến cũng khá là nhiều. Thì tới ngày hôm nay mình nạp là tổng cũng gần 2.9 rồi đó anh em. Chắc là mình tính 3 triệu đi, 2.9 tính 3 triệu đi. Tại vì ngày hôm qua mình có ra cái clip đó, mình mua của một bạn kia đua top Alpha Test anh em. Top 2 rồi được thưởng phần thưởng là 5 cái cạc 500k. Nó đưa hai cái cạc 200k với cái cạc 100k. Đấy, người bán là mình 400 mình mua luôn anh em ơi. Nói chung là cỡ mình tặng mình mua bên nhân viên của nó cũng vậy thôi. Ví dụ nhân viên thì mình mua hoặc là mua trực tiếp á nè, mua thẻ bên kia cũng được.
không thì bên đây thì cũng được thôi, tại vì tính ra cũng 10% mà, đúng không? Hay da, à mình gieo máy thì sẽ được cái gì ta? Bắt đầu, bắt đầu mình cũng mình không phải vào nhưng mình vẫn có nha, tại vì mình mua rồi. Mình nâng cấp ở phần tu luyện á nè, mình nâng cấp cái phần tu luyện à. Bây giờ nâng lên tới đây tới tầm khoảng 1.6 triệu, cao quá. Ủa cái viên này là viên gì ta? Nâng cấp 1.6 triệu cao quá nè mà. Ủa 1K6 chứ lộn. Ra được cái gì đây? Đó anh em thấy nè. Anh em muốn anh em tớp á, anh em có tiền á, anh em nâng cái này lên cao cao nè, nâng cao lên đấy, nâng mấy cái này cao lên là nó kiếm được đồ ngon anh em. Bởi vì nó sao mà tớp nó lên nhanh, nó nâng mấy cái này anh em nè. Mình ở đây mình mới có lam thôi, còn đây là lên tới đây mới là tím nè, nó tới đây là tím, cái tỷ lệ nó ra sẽ cao hơn anh em, cao hơn được mấy phần trăm đó. Nói chung là cái gì cũng vậy anh em, có tiền thì anh em ngon, anh em không có tiền thì anh em thua người ta thôi, đó là chuyện bình thường, đó là không có chối cãi được. Mà anh em chơi thì anh em phải làm sao nhín nhút, làm sao anh em có thể cải thiện một cách mình đi cài, mình xiên nữa. Tham gia bác trận đồ đó, hôm nay có bác trận đồ đúng không ta, hôm nay thứ mấy ta, để coi mình coi lịch cái, hay là để mục tiêu từng này à, lịch chưa bắt trận đồ. Nói chung là cái này đó là mục tiêu của tuần này anh em ơi, để bắt trận đồ tới thứ bảy được mà. Cái úp lực chiến đi đánh bắt trận đồ anh em, bắt trận đồ hôm trước mình có quay nhưng mình chưa có đăng lên hay gì đấy, không biết mình có nhưng mình chưa có đăng lên, mình cũng quên nữa chứ, hôm nay mình nhắc lại chắc nó bị chìm xuống dưới rồi đó. Rồi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc nha nè, nếu anh em thấy vui đó, anh em thấy vui thì anh em cho mình cái like và chia sẻ với nghe nè. Có cảm giác cái cánh này nó không được hoành tráng cho lắm hay nè, phải cái cánh phía sau này nó có thêm hai cái cánh nữa cho nó, hai cái cánh chia lên nữa cho nó rộng nè, tại vì cánh này cánh cao mà cánh cấp cao mà nó nhỏ quá, nó thua cánh xanh luôn anh em ơi, thua cánh xanh sự kiện luôn nè, đúng không, thua cánh xanh tao chào bá luôn. Cánh mà boss rớt bèo quá, cái cánh này làm như là nó đang bị ủ rũ hay sao. Rồi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.